Chào mừng anh chị đã quay trở lại với siêu thị điện máy Ecomart. Như anh chị đã biết thì trên thị trường hiện nay có rất là nhiều các cái dòng máy hút bụi, như dòng máy công nghiệp hoặc các dòng máy cầm tay. Còn thông dụng nhất trong các gia đình hiện nay là các dòng máy với công suất từ khoảng từ 1.600 đến 2.300, cực kỳ nhỏ gọn như thế này. Hiện tại tại siêu thị điện máy Ecomart thì đang bày bán được rất là nhiều các cái dòng hút bụi đầy đủ các mức giá. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến anh chị một cái dòng máy hút bụi rất là được ưa chuộng trên thị trường. Đấy là dòng máy Hitachi có model là CVSF20 với công suất là 2.000W. Thế ạ. Như phía trên màn hình anh chị nhìn thấy thì dòng máy này thiết kế với hai màu chủ đạo là màu đỏ và màu đen. Nhìn rất là đẹp. Đấy ạ. Phía trước thì sẽ có nút điều chỉnh công suất là hút mạnh hút nhẹ ạ. Cái này là báo tắc bụi. Đây, còn phía bên trong của hút bụi thì sẽ là dòng này sẽ là dòng chứa bụi dạng hộp. Sẽ lấy cái hộp chứa bụi để anh chị có thể nhìn rõ hơn. Cái chứa bụi dạng hộp này. Đấy ạ. Thì cái hộp chứa bụi này sẽ gồm có cái bộ lọc bụi này. Bộ lọc bụi này sẽ có bộ lọc xoắn rối này, bộ lọc rác ấy sẽ ở trong cái hộp này. Ngoài ra thì sẽ có các lưới lọc bụi này. Lưới lọc bụi này, màng lọc HEPA này. Màng lọc HEPA ở phía dưới này nè. Thì sẽ lọc được bụi mịn. Khi mà máy hút bụi nó hút bụi ấy, thì nó sẽ hút vào thì sẽ có thổi ra thì cái bộ lọc này thì nó sẽ lọc kỹ thì cái bụi thổi ra thì nó sạch cả bụi mịn, nó không có bụi mịn nữa thì nó giúp cho cái không khí được sạch hơn, thoáng hơn. Cái máy này thì với công suất là 2.000W thì dùng hút rất là mạnh, hút nhanh và khỏe. Đi theo của cái hút bụi này thì nó sẽ có 3 đầu hút. Một đầu hút sàn, một đầu hút khe và một đầu chổi lông. Cái đầu hút sàn này anh chị có thể hút sàn nhà, hút thảm. Cái đầu hút khe thì anh chị có thể hút các khe nhỏ như là khe bàn, khe ghế. Hoặc cái một đầu hút chổi lông thì anh chị có thể dùng để hút cửa sổ này, hoặc là vệ sinh quạt trần này, hoặc là rèm cửa. Dùng cực kỳ là tiện lợi. Mẫu này thì hàng là hàng nhập chính hãng của Hitachi. Nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan. Công suất là 2.000W. Hộp chứa bụi với dung tích là 1,6 lít thì anh chị có thể hút thoải mái sau 1 đến 2 lần hút hoặc là 3 lần hút thì anh chị mới có phải đổ và vệ sinh cái hộp chứa bụi. Cái mẫu này thì hiện tại đang được bày bán tại siêu thị điện máy Ecomart với giá rất là tốt. 2.790.000, công suất hút khỏi ạ, nhỏ gọn. Ở phía sau của máy thì sẽ có dây điện dài khoảng tầm 10m thì anh chị có thể rút ra và mình sẽ kéo được khắp nhà luôn ạ. Còn có bánh xe. Đây ạ, bánh xe để đây đây. Ngoài ra thì sẽ có thiết kế tay cầm thì anh chị có thể xách lên xách xuống ở cầu thang. Rất là nhẹ và nhỏ gọn. Phía nút bấm này sẽ có nút nguồn ạ. Có nút nguồn, bên tay trái là nút nguồn. Ở bên này phải là nút thu dây điện. Đấy, dùng cực kỳ là tiện lợi, giá rất là tốt. Với cái mức giá 2.790.000 cho một cái máy hút bụi công suất 2.000, anh chị dùng trong cái công việc vệ sinh gia đình thì nó sẽ giúp cho đỡ vất vả hơn. Hiện tại thì tại siêu thị thì em đang có rất là nhiều các cái mẫu hút bụi khác. Đây ạ, ví dụ như hút bụi dạng thùng đứng này. Các cái hút bụi thiết kế nhỏ hơn. Ở dòng này thiết kế nhỏ hơn. Để biết thêm thông tin về sản phẩm cũng như là để đặt mua hoặc là tham khảo các sản phẩm khác thì anh chị có thể liên hệ đến hotline của siêu thị 0974 178586. Hoặc là truy cập vào trang web
ecomat.vn để biết thêm nhiều thông tin hơn. Ngày hôm nay thì em xin tạm dừng cái video này ở đây. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi ạ.